là đau lòng. Bài hát được mang tên Đứa Con Tội Lỗi qua tiếng hát của Phạm Trung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Phạm Trung, mến chào quý vị. Thứ cho con, con làm con chưa hiểu chưa tròn. Cha mẹ già ngày đêm tăng tao, sắp phía chiều bên ngọn đèn quạnh hiu. Tiếng sét nào xe nắng không gian, vì trường kia đôi nhóm con rồi. Tay mẹ cầm lá đơn đo sâu, đất nhát nhò hai hàng lệ. Anh không về được nữa đâu em, vì trường kia nuôi nhóc anh rồi. Chờ một ngày mẹ cha tha thứ, anh sẽ về với đàn em thân yêu. Thương cho đàn em bé thơ ngây, đặt niềm tin anh sẽ ra trường. Cứ dài cờ cầm đời trai lầm lỡ, mất em rồi mất cả đời anh. Anh chị và quý vị vừa nghe một ca khúc Ngoài Kia đang làm rung động hàng triệu con tim, nay được bình chọn lọt vào top 1 trong 99 ca khúc đặc sắc 2020. Bài hát tên Đứa Con Tội Lỗi. Cầm tay mẹ ơi, anh đâu rồi người mẹ thân yêu. Anh không về được nữa đâu em, vì tò kia kết an anh rồi. Chờ một ngày người ta xứ băng, anh sẽ về với làng tội hương. Người yêu ơi em, lời thề xưa anh thì làm gì đời trái lầm lỡ, mất em rồi mất cả đời anh. Mất em rồi anh mất cả đời.